Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc sớm tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi, khẳng định của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc các cử tri ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo kiến nghị cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp thứ hai cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Để mối quan hệ Việt Nam và Thụy Sĩ phát triển được như ngày hôm nay, có phần đóng góp không nhỏ của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thụy Sĩ. Thưa quý vị, nói xã phường là pháo đài chống dịch thực chất là khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của cơ sở trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Chứ không phải pháo đài là biệt lập, là có thể ra những quyết định trái với Trung ương, ngăn cản lưu thông hàng hóa, dịch vụ và dịch chuyển lao động. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp xúc với cử tri ở 32 xã và thị trấn của huyện Củ Chi và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 11 tháng 10. Tại đây, Chủ tịch nước cũng khẳng định Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới việc sớm tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi. Rất cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, vận động đầu này, vận động đầu kia, chích miễn phí cho dân thành phố Hồ Chí Minh. Cái đó tôi hết sức là trân trọng cảm ơn. Và thấy hình ảnh Chủ tịch nước đến tới Mỹ cũng đến nhà máy sản xuất thuốc để làm việc. Nhưng mà trẻ em dưới 18 tuổi bây giờ chích thuốc gì giờ? Trong tay chúng ta chưa có. Mà không có cái đó được thì tập trung cho trường học nguy hiểm. Vaccine cho trẻ em được đến trường an toàn là vấn đề được Đảng, Nhà nước chúng ta đặc biệt quan tâm. Và hiện nay Bộ Y tế cũng phấn đấu tiêm vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 cho trẻ em 12-18 tuổi. Cái đợt đi công tác vừa qua tại Cuba, chúng tôi đã chuyển từ mua 10 triệu liều vaccine của Cuba thành 5 triệu liều cho người lớn và 5 triệu liều cho trẻ em. Mà Cuba họ đã nghiên cứu rất thành công. Và khi mà đến ảnh Pfizer của Mỹ để thúc đẩy cái này, thì ông Chủ tịch cũng nói rằng là lần đầu tiên có một nguyên thủ quốc gia đến thăm và động viên thúc đẩy vaccine cho người dân của mình. Và họ đã hứa cung cấp vaccine cho Việt Nam 20 triệu liều cùng với một số hãng khác về cung cấp vaccine cho trẻ em. Đây là điều quan tâm đặc biệt của Đảng ta, Nhà nước ta đối với trẻ em. Và nếu như lộ trình này vaccine nhận về sớm thì như chúng tôi đã nêu, cuối tháng 10 này có thể tiêm được vaccine cho trẻ em. Đề xuất gửi tới đại biểu Quốc hội về việc tổ chức lại trung tâm y tế của huyện trực thuộc lại Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế thành phố chịu trách nhiệm, chịu quản lý về mặt chuyên môn. Thì tôi làm thủ tướng một nhiệm kỳ đã bỏ phiếu hai lần, nhưng mà phiếu cũng còn tương đương nhau. Riêng tôi thì nghiêng về hướng là giao cho huyện ủy, ủy ban nhân cấp huyện điều hành cái trung tâm này để cách thành một trạm y tế trong đất phòng chống dịch cũng như chữa bệnh cho nhân dân xác thực hơn. Huyện ủy, ủy ban họ có bộ máy để điều hành phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi yêu cầu Bộ Y tế sớm trình cho chính phủ sớm cuối cùng theo cái hướng tạo điều kiện cho trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện sát nhân dân hơn, nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở ở các cái trạm y tế xã, thị trấn rất thiếu. Nguyên nhân do chế độ chính sách tiền lương, thu nhập của y bác sĩ cơ sở còn quá thấp. Xã, phường, thậm chí y tế huyện của chúng ta còn có nhiều bất cập. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc củng cố hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đề nghị chị Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân chuyển bản kiến nghị này đến Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế thành phố để có phương án củng cố hệ thống y tế, nhất y tế xã. Cả một huyện Hóc Môn này không tìm thấy bác sĩ y tế xã thì làm sao thì cũng có được nguồn nhân lực để mà chữa trị cho nhân dân. Chúng ta phải thấy những bức xúc này để tiếp tục củng cố. Chính quyền lo chống dịch thành ra có bỏ ngỏ một vài cái yếu tố, ví dụ như là các hội đoàn gần như là tê liệt, hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi quay qua quay lại đều sợ không biết làm như thế nào. Chúng ta đã cố gắng đến nay có thể nói là cái đỉnh dịch đã đi qua thành phố, số lượng tử vong ngày càng giảm xuống. Ví dụ ngày hôm nay, giờ phút này còn 84 người đã tử vong. Tuy vậy chúng ta phải nhấn mạnh những cái tồn tại bất cập để chúng ta chủ động hơn, quyết sách sớm hơn trong vấn đề phòng chống dịch. Đây là cái gì chúng ta củng cố lại xem vai trò
của các hội đoàn này như thế nào để làm sao củng cố được cái dịp này. Ta tự xem là mình, cái vai trò của chúng ta đến đâu đối với người dân, với tư cách là những người đứng ở tập hợp, có cái thành phần có liên quan làm sao. Đặc biệt là quan tâm đến an sinh, an dân, những người yếu thế trong xã hội, đến gia đình chính sách, người neo đơn. Những vấn đề rất lớn, những cái sang chắn tinh thần sau cái đại dịch này còn rất tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh, ở huyện Hóc Môn. Chúng ta rất hiểu điều này. Các đoàn thể từ các tôn giáo phải làm tốt việc này, Mặt trận Tổ quốc phải đứng ra nắm tình hình để mà hỗ trợ để là cuộc sống bình thường của nhân dân. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng giới doanh nhân Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng viết, ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay là thời khắc cả thế giới vẫn đang đối mặt với đại dịch COVID-19, tác động rất tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong hoàn cảnh như vậy, khí chất và truyền thống, tâm, tài, trí, tín của doanh nhân Việt Nam luôn tỏa sáng. Đảng, nhà nước, nhân dân ghi nhận, tri ân và đánh giá cao trách nhiệm, vai trò và những đóng góp của các doanh nhân cho đất nước, cho cộng đồng, cho xã hội trong thời gian qua. Nhân dịp này, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng ghi nhận sự hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành của các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế Việt Nam cũng như trong phòng chống dịch. Với sự hội tụ của trí tuệ, tài năng, tầm nhìn, bản lĩnh, lòng nhân ái và tinh thần yêu nước, Thủ tướng luôn tin rằng mỗi doanh nhân sẽ vượt qua khó khăn, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững. Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đã quan tâm cho ý kiến đối với báo cáo kiến nghị cử tri, nhân dân gửi tới kỳ họp thứ hai, đồng thời xem xét việc quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng báo cáo lần này khác với các kỳ trước, bởi lẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tác động mạnh mẽ và tâm lý người dân có nhiều thay đổi. Do vậy, việc xây dựng báo cáo cần phải thẳng thắn, trách nhiệm, phản ánh đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri. Còn là hơn tuần nữa thì Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chỗ là Văn phòng Quốc hội, Ban Nhân nguyện là đôn đốc 63 tỉnh, thành phố là có cái báo cáo phía đoàn đại biểu Quốc hội. Riêng Mặt trận Tổ quốc thì phải báo cáo đầy đủ, có mộc dấu, ký tên để lưu hồ sơ. Như Chủ tịch nói là phải đảm bảo làm sao là phản ánh đúng cái tâm tư, nguyện vọng, ý kiến cử tri và nhân dân ở địa phương. Bây giờ trong cái kiến nghị đối với giao thông là những chính sách lớn, thì ông này thì chặn, ông kia thì mở. Ngay cả hàng không, thế bây giờ chỉ có ông Hà Nội mà không cho bay thì tắc hết cái chuyện mà hàng không. Và nó thiệt hại lớn về kinh tế. Thế rõ ràng là chính sách này là phải vĩ mô và phải chỉ đạo quyết liệt, chứ còn nếu không mỗi ông một kiểu. Cho ý kiến về công tác quản lý sử dụng bảo hiểm y tế, có ý kiến đề nghị xem xét sử dụng một phần từ kết dư trên 32.000 tỷ của quỹ chi trả cho bệnh nhân vừa mắc bệnh nền, vừa mắc COVID-19, giảm gánh nặng cho ngân sách. Số dư quỹ dự kiến sẽ tăng bằng 111,6% so với 2020. Thế thì bây giờ vậy thì có thể trích một phần cái quỹ này ra. Ví dụ như là người ta làm như cái bảo hiểm thất nghiệp vừa rồi ấy, ta trích ở trong này ra khoảng 10-15 nghìn tỷ đồng. Xong rồi chuyển sang ngân sách Bộ Y tế để cấp cho các bệnh viện, để chữa cho những ông vừa có bệnh nền, vừa có bảo hiểm y tế, mà vừa bị COVID. Đấy, thì có cái cách như thế có được không? Khẳng định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong trụ cột của an sinh xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nội dung này sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ hai. Đồng thời lưu ý các bộ ngành liên quan xem xét, cân nhắc việc điều chỉnh và mở rộng thêm danh mục được chi trả. Bộ Tài chính cùng với Bộ Y tế làm sao là nghiên cứu tham mưu Chính phủ để có cái nâng cái mệnh giá bảo hiểm y tế trong cái giai đoạn hiện nay lên là cái mức phù hợp với cái khả năng chi trả của người dân cũng như khả năng của ngân sách. Thì chúng ta đáng lẽ là nâng từ cái cuối cái khoảng 2019 của cái khóa trước, nhưng mà do cái khó khăn về ngân sách ta phải để lại sau. Thì bây giờ ngân sách cũng khó khăn, nhưng mà có thể coi đây như là một vấn đề gói, cái gói nằm trong cái gói mà kích thích kinh tế. Chúng ta phải mạnh dạn như thế. Nếu mà chi thường xuyên thì chỉ có nên dành cho cái phần này là chính thôi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, 3 nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Hải Phòng trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 2. Đối với đề xuất thành lập khu thương mại tự do Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chấp thuận về chủ trương trước khi trình Quốc hội xem xét. Cách đây 50 năm vào ngày 11 tháng 10 năm 1971, Liên bang Thụy Sĩ là một trong số các quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ suốt nhiều năm qua. Những cái tên tuổi như là Nestle, Roche, ABB sớm đã trở nên quen thuộc tại Việt Nam. Thụy Sĩ hiện cũng là nhà đầu tư châu Âu lớn thứ 6 tại nước ta. Và để có được mối quan hệ ngày càng tốt đẹp đó, có phần đóng góp không nhỏ của cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Thụy Sĩ. Nestle, thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ đã có mặt đầu tư tại Việt Nam cách đây 28 năm. Nhà máy đầu tiên với tên gọi Lavi đặt tại Đồng Nai. Mới đây, bất chấp tác động của đại dịch COVID-19, doanh nghiệp vẫn quyết định đầu tư hơn 130 triệu đô la Mỹ để mở rộng nhà máy tại Đồng Nai. Hiện chúng tôi có khoảng 6 nhà máy tại Nestle Việt Nam, và Nestle Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của chúng tôi tại châu Á trong 10 năm qua. Hàng năm, chúng tôi mua gần 700 triệu đô la Mỹ cà phê nguyên liệu, hỗ trợ nền kinh tế nông thôn Việt Nam và làm việc trực tiếp với nông dân để nâng cao chất lượng cà phê. Ít ai biết rằng, người đã giúp kết nối, thúc đẩy để Nestle đến đầu tư tại Việt Nam là một người Thụy Sĩ gốc Việt. Sau một thời gian du học tại Thụy Sĩ, làm cố vấn pháp lý cho tập đoàn Nestle, năm 1993, ông Lương Văn Mỹ Thiện đã trở về nước và là giám đốc đầu tiên của Nestle Việt Nam. Thật ra, lúc ban đầu khi tôi mới trở về đó, thì có rất nhiều điều có thể nói là hơi lạ đối với tôi. Tôi đã nhận thức là tôi phải đóng một vai cầu nối giữa hai thế giới còn xa cách nhau về nhiều phương diện. Là một người tâm huyết thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước, dù đã về hưu, ông Lương Văn Mỹ Thiện vẫn thường xuyên đi về giữa hai nước để kết nối các doanh nghiệp. Ông hiện là cố vấn cho Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam-Thụy Sĩ. Đây là hiệp hội đầu tiên do người Việt tại Thụy Sĩ sáng lập, quy tụ những cá nhân tâm huyết thúc đẩy trao đổi hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Nhịp cầu Kinh doanh Việt Nam-Thụy Sĩ SBG ra đời giữa lúc Thụy Sĩ trong tình trạng giãn cách xã hội vì Covid. Các sự kiện đều phải tổ chức trực tuyến. Tuy nhiên thì nhu cầu giữa doanh nghiệp hai nước tìm đến nhau thì vẫn rất là nhiều. Từ đầu Thụy Sĩ là các doanh nghiệp fintech, doanh nghiệp IT, ngân hàng muốn mở chi nhánh và hoạt động ở Việt Nam. Ngược lại từ đầu Việt Nam thì là những sản phẩm nông nghiệp muốn tìm thị trường châu Âu. Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ hơn 8.000 người. Cộng đồng này hội tụ nhiều nhà khoa học, doanh nhân và trí thức có uy tín, làm việc trong các ngành và lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn. Bằng trí tuệ, tài năng và tâm huyết với quê hương, họ đang góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư thương mại giữa hai nước. Những nội dung đáng chú ý có trong phần tiếp theo. Mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Việt Nam được đánh giá là nước có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và xếp thứ 5 thế giới. Kết quả của những nỗ lực của các cơ quan chức năng, quan trọng nhất là sự đồng lòng của người dân. Thưa quý vị, lúc 13 giờ ngày 11 tháng 10, bão Kombasu mạnh cấp 10, giật cấp 12, tâm bão cách đảo Luzon, Philippines 110 km về phía đông đông bắc. Dự báo 24 giờ tới, bão sẽ đi nhanh vào biển Đông theo hướng Tây và mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 12 tháng 10, tâm bão cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông đông bắc, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đi nhanh theo hướng Tây. Đến 13 giờ ngày 13 tháng 10, tâm bão ở phía vùng biển phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13. Do ảnh hưởng của bão ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, đêm tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh.
Và do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 7, từ ngày 10 tháng 10 đến sáng ngày 11 tháng 10, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Tại Yên Bái, mưa lớn liên tục mấy ngày qua đã cuốn trôi hai người dân trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Nạn nhân thứ nhất là một cháu bé hơn 2 tuổi. Cháu được chị gái trông nhưng chẳng may bị ngã xuống suối và bị lũ cuốn. Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị cuốn trôi tại đoạn đường ngầm qua suối khi đang trên đường đi làm. Hiện vẫn chưa tìm được hai nạn nhân. Không chỉ thiệt hại về người, mưa lũ còn làm sạt lở nhiều điểm gây ách tắc giao thông của xã Xà Hồ và xã Bản Mù. Tại Lào Cai, mưa lớn gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất đá, gây ách tắc đoạn đường tránh quốc lộ 4D từ Sapa đi Lai Châu. Các phương tiện phải đi theo hướng qua thị xã Sapa. Nhiều điểm sạt lở cũng xuất hiện trên các tuyến tỉnh lộ 152, đoạn qua xã Mường Hoa, phường Cầu Mây và đường liên xã Thanh Bình. Một số diện tích ruộng lúa của người dân bị đất đá vùi lấp. Một số điểm trường học ở thị xã Sapa cũng bị hư hỏng, có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Còn tại Hòa Bình, lượng mưa trung bình gần 100mm, mưa lớn liên tục kéo dài khiến hàng nghìn mét khối đất đá bị sạt, xuất hiện các vết trượt mái ta luy dương dài hơn 50m, gây ách tắc tuyến tỉnh lộ 435 đi qua phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân và phương tiện giao thông di chuyển an toàn. Được tin, Quốc hội Latvia dự kiến sẽ nhượng lại 200.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam theo đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Latvia Inara Muniez và cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang triển khai để mua và tiếp nhận số vaccine nói trên trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Latvia, giữa quốc hội hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Thưa quý vị, theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 11 tháng 10 có 2.549 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, đưa tổng số khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên gần 782.000 người. Tổng số vaccine đã tiêm đến thời điểm này đạt hơn 54,2 triệu liều. Số mắc mới trong nước ghi nhận là 3.617 ca tại 44 tỉnh, thành phố. Từ ngày 11 tháng 10, thành phố Cần Thơ sẽ tiêm 500.000 liều vaccine Sinopharm cho người dân toàn thành phố. Đây là đợt tiêm chủng quy mô lớn nhất tại thành phố Cần Thơ từ trước đến nay. Theo CDC Cần Thơ, đợt tiêm vaccine lần này, thành phố sẽ tiêm cho 250.000 người từ 18 tuổi trở lên. Sau 3 đến 4 tuần, những người này sẽ được tiêm mũi 2. Người dân có thể đăng ký tiêm chủng trên cổng thông tin tiêm chủng, Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường. Đối với các công ty tổ chức thì đăng ký với các sở ngành quản lý. Cùng ngày có 24.000 người dân trên địa bàn thành phố được tiêm mũi 1 vaccine Sinopharm. Cần Thơ đã triển khai 6 đợt tiêm chủng với tổng số hơn 400.000 liều, trong đó 33% dân số được tiêm 1 mũi, gần 8% dân số được tiêm đủ 2 mũi. Thưa quý vị, đến thời điểm này, Việt Nam đã tiêm được hơn 54 triệu liều vaccine và có khoảng 15 triệu người dân đã tiêm đủ 2 liều. Việt Nam được đánh giá là nước có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhanh và xếp thứ 5 thế giới. Để đạt được điều này là nỗ lực trong ngoại giao vaccine của Đảng, Chính phủ và công tác lập kế hoạch triển khai tiêm. Nhưng quan trọng nhất là sự đồng lòng của người dân tham gia tiêm chủng. Tốc độ tiêm chủng của Việt Nam tăng mạnh trong những ngày gần đây. Có những ngày cao điểm đạt 1,5 triệu liều. Đặc biệt là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có những ngày tiêm đạt hơn 600.000 liều. Đại diện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia khẳng định tốc độ tiêm có thể đạt được 2 triệu liều mỗi ngày và đảm bảo an toàn tới từng mũi tiêm. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn tất cả anh em cán bộ các tuyến của 63 tỉnh thành phố đã lập một cái kế hoạch triển khai tổng thể cho tất cả người dân trên địa bàn từ 18 tuổi trở lên để đạt được cái độ bao phủ vaccine cho hầu hết, thậm chí tôi muốn nói tới là 100% người dân được tiêm chủng vaccine COVID-19 ở cái độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Thế và với cái lượng vaccine về thì anh em đã có kế hoạch sẵn và thực hiện lần lượt để tổ chức tiêm chủng. Như vậy cái khâu lập kế hoạch đã được sẵn sàng. Số lượng vaccine trong tháng 8 và tháng 9 về nhiều và được nhanh chóng phân bổ vaccine cho các địa phương. Đây là một trong những lý do khiến tốc độ tiêm đạt được như hiện nay. Tính đến hết ngày hôm qua, Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 87,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ các nguồn mua trực tiếp
từ các hãng sản xuất vaccine, viện trợ thông qua cơ chế COVAX, thương lượng để chuyển nhượng, vay vaccine dôi dư của các nước trong cơ chế COVAX và vaccine được các nước viện trợ. Đến hết tháng 10, tổng số lượng vaccine mà nước ta có thể tiếp nhận dự kiến sẽ đạt con số khoảng 110 đến 124 triệu liều. Cái bài học cũng cần rất là cần thiết, tức là cái sự chỉ đạo thống nhất và cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các cái trụ cột ngoại giao hay là giữa các cấp các ngành của ta, kể cả trong nước và ngoài nước, tạo ra một cơ chế thông suốt, nhanh chóng và hiệu quả. Một nghiên cứu trên quy mô lớn tại Pháp với 22 triệu người trên 50 tuổi cho thấy tiêm phòng có hiệu quả cao trong việc ngăn bệnh nhân COVID-19 trở nặng, kể cả khi bệnh nhân nhiễm biến thể nguy hiểm Delta. Kết quả cho thấy nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong ở những người đã được tiêm phòng giảm 90%. Cùng với nhiều nước, Việt Nam đang nỗ lực phủ vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng, giảm tác động của COVID-19 đối với người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra văn bản thống nhất mở lại các đường bay nội địa đến Hà Nội. Đáng chú ý là các yêu cầu về cách ly y tế đã được loại bỏ. Cụ thể, trong văn bản Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về việc mở lại các đường bay nội địa chở khách thường lệ giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày, ngồi giãn cách 50% trong giai đoạn từ nay tới ngày 20 tháng 10. Các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay Nội Bài để sàng lọc và phân loại, thông báo cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, phường. Sở Y tế sẽ là đơn vị chủ trì, đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách, theo dõi sức khỏe hành khách tại nhà, nơi cư trú theo quy định. Thực tế hiện nay ở một số hiệp hội ngành nghề, số lao động của các doanh nghiệp đã tiêm đủ 2 mũi đã đạt khoảng 60%. Bộ Y tế cho phép người lao động của doanh nghiệp sản xuất đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì không phải xét nghiệm nhưng vẫn yêu cầu đi lại giữa các vùng phải có giấy xét nghiệm và cách ly, khiến cho nhiều doanh nghiệp kêu khó. 9 giờ sáng xét nghiệm nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, tài xế của một doanh nghiệp vận tải tiếp tục phải xét nghiệm thêm một lần nữa dù đã có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm. Thực trạng này khiến doanh nghiệp rất bức xúc. Cái bất cập chung là văn bản của Bộ Y tế quy định 72 giờ xét nghiệm test nhanh hoặc là PCR, nhưng mà bây giờ hầu như mỗi tỉnh làm mỗi kiểu chứ không có làm đúng theo cái tinh thần của công dân đó. Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chi phí xét nghiệm cho mỗi tài xế vào khoảng hơn 3 triệu đồng một tháng. Còn theo thông tin từ Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi tháng trung bình doanh nghiệp phải chi mỗi công nhân 1 triệu đồng chi phí xét nghiệm. Vì thế doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chi phí xét nghiệm để giảm bớt gánh nặng đầu vào. Tháng 8 thì chúng tôi có một cái kiến nghị trong một cái văn bản gửi cho Thủ tướng Chính phủ cùng với các cái hiệp hội ngành gỗ trên cả nước là làm sao để có một cái cơ chế về bảo hiểm y tế đó, có thể trả cho những cái chi phí về điều trị và bảo hiểm xã hội trả cho cái chi phí về test, tại vì cái test này là test cho người lao động. Các doanh nghiệp đều khẳng định xét nghiệm là yếu tố cần thiết để đảm bảo yên tâm sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên vấn đề là họ cần được chủ động hơn, chủ động từ thời gian xét nghiệm để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cho đến tự chủ thực hiện xét nghiệm nhanh mẫu gộp để tiết kiệm chi phí, tự chịu trách nhiệm mua kit xét nghiệm, quy trình xét nghiệm và kết quả xét nghiệm của từng người lao động trong doanh nghiệp mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.